chú chim thần. Florida, Hoa Kỳ, năm 2015. Chà, những bụi cỏ này thật cứng đầu. Tuần nào chúng ta cũng xén cỏ mà chúng vẫn tốt như rừng vậy mẹ nhỉ? Khi nhổ cỏ, còn phải nhổ cả rễ của chúng lên thì mới có thể diệt chúng tận gốc được Emily ạ. À, thôi được rồi, hai mẹ con vào nhà nghỉ đi, để cho ba xử lý nốt nào. Khoan đã anh, dừng lại anh. Trời ơi, lao ra, có chuyện gì thế? Suýt chút nữa, anh có thể làm em bị thương đó. Chờ chút, em đã nhìn thấy gì đó sau bụi cỏ rậm rạp kia. Có gì ở đó vậy, lao ra? Ôi, có một chú chim non trong vườn nhà ta. May quá, mẹ đã cứu nó kịp thời. Đúng vậy, bụi cỏ mọc cao quá, ba không nhìn thấy chú chim ấy. Nhưng có vẻ như nó đã bị chim mẹ bỏ lại rồi. Giờ chúng ta phải làm thế nào nhỉ? Không thể để chú chim ấy lại một mình. Chúng ta phải chăm sóc chú chim cho đến khi nó được cứng cáp và có thể tự mình tung cánh giữa bầu trời. Chứ để đây nó sẽ chết mất. Ba và Emily có đồng ý không? Con đồng ý ạ. Chú chim cần có một cái tên. Để mẹ nghĩ xem nào. Gracia, con thấy cái tên này thế nào? Tuyệt quá, Gracia bé bỏng. Chào mừng em, từ giờ đã là một thành viên của gia đình. Được rồi, em mang chú chim vào nhà đi. Anh nghĩ mình cần làm một chiếc giường nhỏ cho Gracia. Nó cần một chỗ ngủ ấm áp. Vậy còn thức ăn thì sao ạ? Em ấy sẽ ăn gì hả mẹ? Mẹ sẽ ra chợ mua cho Gracia một ít hạt dinh dưỡng. Con có thể ở bên Gracia bé bỏng cho em bớt sợ không? Dạ được ạ. Mẹ yên tâm, giao nhiệm vụ cho con. Con sẽ chăm sóc cho Gracia thật tốt ạ. Đừng sợ, ăn chút gì đi Gracia. Có thể Gracia vẫn còn sợ hãi lắm. Dần dần rồi nó sẽ quen với sự chăm sóc của chúng ta thôi. Con hãy thật kiên trì, đừng quá nôn nóng nhé. Nào Gracia, mi phải tập bay đi chứ. Nhà của mi là ở bầu trời kia mà. Đừng sợ Gracia, nếu ngã thì mình dậy tập lại. Chị ở đây có thể đỡ em mà. Lần đầu thế là tiến bộ lắm rồi Gracia. Chỉ chút nữa thôi là mi sẽ được tự do tung cánh nơi bầu trời rộng lớn kia. Bay cao lên đi Gracia. Không thể giữ Gracia ở lại nhà sao mẹ? Nếu thả em ấy về tự nhiên, em ấy sẽ bị đói, rồi có cả những cơn mưa bão. Em ấy sẽ phải làm thế nào? Nhưng nơi này không thuộc về Gracia. Em ấy cần học cách sinh tồn nơi thiên nhiên hoang dã kia. Em ấy cần tìm đồng loại của mình. Chúng ta không thể ích kỷ giữ Gracia ở lại. Con hiểu chứ Emily? Dù biết là tốt hơn cho Gracia, nhưng đây là lần cuối cùng con được gặp em ấy. Con rất buồn mẹ ơi. Tạm biệt chú chim nhỏ bé Gracia. Dù em có quên chị, nhưng chị sẽ mãi mãi nhớ về em. Một thời gian sau, tổ của Gracia để trong nhà kho lâu quá, giờ cũng chẳng dùng tới nó nữa. Sợ gỗ sẽ mục ra mất. Có lẽ cứ gắn lên các chạc cây cao ngoài đường xem có chú chim nào cần chỗ trú không. Mẹ, mẹ có sao không?
mẹ đã làm cả nhà rất sợ. May mà có dì Sonia kịp thời đưa mẹ vào viện. Có chuyện gì với chị vậy Sonia? Đúng lúc em mang đồ của mẹ gửi cho anh chị thì thấy chị ngã từ trên thang xuống mặt đường. Sao tự nhiên chị lại trèo lên chạc cây làm gì cơ chứ? Chị chỉ muốn gắn tổ chim vào chạc cây, ai dè bất cẩn quá, người chị không làm sao cả. Khi nào thì chị được về nhà? Laura, em cần bình tĩnh. Nghe bác sĩ thông báo tình hình, em và cả nhà ta sẽ phải đối mặt với sự thật này. Có chuyện gì nghiêm trọng với em hay sao? Em trông anh căng thẳng quá. Cô Laura, cô đã mắc ung thư buồng trứng. Sắp tới cô sẽ phải tiến hành phẫu thuật để loại bỏ khối u và tiến hành xạ trị nếu tế bào ung thư vẫn còn di căn. Trời ơi, mẹ cháu không sao chứ? Tình hình cụ thể của chị gái tôi có lạc quan không thưa bác sĩ? Tâm lý của người bệnh lúc này rất quan trọng. Mong cô Laura giữ vững tinh thần để có thể vượt qua được cuộc phẫu thuật quan trọng này. Có rất nhiều người đã mất ngay trên bàn mổ, hoặc là tế bào ung thư sẽ di căn vào những bộ phận khác. Tiến hành xạ trị sẽ khiến cơ thể mất dần sức sống. Đó là nỗi lo sợ của bất cứ bệnh nhân ung thư nào. Nếu tôi từ chối phẫu thuật và muốn sống bình yên như này đến cuối đời thì sao? Laura, em nói gì thế? Sao chưa gì em đã muốn bỏ cuộc rồi vậy? Chúng ta sẽ không thể nào thắng cuộc nếu không chiến đấu tới cùng. Thế nếu em không thể chiến thắng được thì sao? Em không muốn lãng phí thời gian cuối cùng của mình ở bệnh viện đâu. Thôi, trước mắt chị Laura hãy nằm xuống nghỉ ngơi. Emily và anh Max cứ ở lại với chị Laura, để em chạy qua nhà lấy đồ cho chị đã nhé. Lúc đi vội vàng nên không có chị ở đây cả. Cảm ơn em Sonia, em đã vất vả rồi. Có chuyện gì với chú chim kia nhỉ? Ô, chú chim nhỏ bị lạc đường ư? Mi không được phép vào trong nhà này đâu. Con chim này bị sao vậy nhỉ? Tiếng kêu của nó nghe thật thảm thiết. Thôi, ta cũng chẳng có nhiều thời gian để ý tới Mi. Ta cần phải lấy đồ cho chị Laura để mang vào viện đã. Trời, mình không hiểu chú chim này làm sao nữa. Nó bay theo xe của mình làm gì nhỉ? Có lẽ là bay cùng đường với mình thôi. Sonia, em đến rồi ư? Gracia, là em. Đúng là em rồi, Gracia. Từ nhà đến viện xa thế, sao Gracia biết đường đến đây vậy? Chị biết chú chim này ư? Nó đã vào nhà chị, cuống quýt như gọi tìm ai đó. Đó là chú chim Gracia, mẹ cháu cứu ở bụi cỏ. Mẹ và cháu đã chăm Gracia từ khi còn nhỏ xíu và thả em ấy đi khi Gracia biết bay đấy ạ. Cháu cứ nghĩ em ấy đã đi rồi và không bao giờ quay trở lại nữa. Trời ơi, thật không thể tin được. Chú chim đó thông minh đến mức kinh ngạc. Nó biết tìm đường về nhà và theo sát dấu xe của em để đến được đây. Có lẽ nó đã cảm nhận được chị Laura xảy ra chuyện nên nó về thăm đó. Thật là thần kỳ, như có một linh cảm đặc biệt giữa chị và chú chim tình nghĩa này vậy. Gracia ơi, mẹ Laura bị ốm đó. Bác sĩ nói mẹ bị ung thư, tình hình nghiêm trọng lắm.
Đừng lo lắng, Gracia. Em tin là chú chim này hiểu hết những gì mình đang nói. Đúng là kỳ lạ. Nó đã vượt qua bao gió bão trên một chặng đường xa xôi, trở về tìm ân nhân, để an ủi và truyền niềm tin cho chị đấy. Chị lo ra, cả nhà và cả Gracia nữa đều mong chị vững tinh thần. Cha, Gracia, viên kẹo này đẹp quá, em tha ở đâu về vậy? Chúng mình cùng cầu bình an cho mẹ Laura nhé. Hôm nay mẹ Laura sẽ phẫu thuật đấy. Hy vọng phép màu nhiệm sẽ sáng lấp lánh như viên kẹo này, phải không Gracia? Cảm ơn Gracia đã luôn ở bên gia đình chị suốt thời gian qua. Mẹ đi vắng nên em đã ở lại đây lâu hơn mọi khi, đúng không nào? Chà, hôm nay Gracia đến sớm vậy nhỉ? Em ấy nhớ mẹ đó ạ. Con nói thế phải không ba? Đúng rồi đó, Emily. Bạn Gracia nhỏ bé, không dành thời gian đi tìm người yêu ư? Cứ quanh quẩn bên ta suốt thôi. Cả phẫu thuật đã thành công, ta sắp khỏe rồi mà. Đúng vậy ạ, Gracia đúng là một chú chim mang tên hạnh phúc ba mẹ ạ. Chú chim nhỏ dù không thể trò chuyện, nhưng sự có mặt của nó đã mang đến cho gia đình mình sự an ủi thật ấm áp, nguồn sức mạnh để chống lại sự sợ hãi, lo lắng và buồn đau suốt thời gian qua, phải không nào? Thật thần kỳ, Laura đã trải qua phẫu thuật rất thành công. Hiện giờ đang trong thời gian nghỉ ngơi. Khối u của cô không phát triển thêm nữa, và chú chim mang tên hạnh phúc đó vẫn ghé lại gia đình nhỏ của họ mỗi ngày. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật ở bang Florida, Hoa Kỳ. Câu chuyện xảy ra vào năm 2015. Tên nhân vật trong phim đã được thay đổi. Đăng ký kênh ngay đi nào. Mỗi ngày, bài học cuộc sống sẽ cho bạn xem các video thú vị nhất.